tôi Quy Định Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi bông lên chết trôi biển và tiếp tục một ngày mới. Thì ngày hôm nay để tiếp tục xuống phía dưới và để tiếp tục xuống phía dưới bông lên chết trôi biển, và trước mặt tôi đang ở phía dưới rồi. Rồi thì ai cứ thì điện thoại 1991 lại miền Nam, 19 miền Trung, 1991 đặc biệt, thì ai tìm thấy để một thời lệ của mình chích trôi biển này đó, tâm linh rất gấp, tôi không thể biết được điều này sẽ xảy ra. Và ở tại nơi của mình chích trôi biển này và đã hiển linh, rất hiển linh đó, cho về miền Trung đặc biệt 1991 miền Nam 19 đó. Và để mà xuống phía dưới để mình trả lời thì tôi có gì cũng này để mình trả lời các gì nữa này. Rồi thì cũng ít thấy ai trả lời, không thấy ai trả lời các gì nữa này. Thì băng đêm một hôm và đi xuống đây tiếp tục một ngày mới để mình trở lại nơi này rất linh thiêng, qua trời đó 90.000 người mà chả thấy ai trở lại nơi vùng chật trội dưới biển này. Một ngày mới thật là kinh khủng. Rột rẹt cái gì đi. Rồi, đây là ở trong bụi. Thì ai tiền tài để mà ủng hộ tài lệ nơi vùng lên chết trôi biển này ở trên màn hình hộp, chỉ những tin đều có để mà tài lệ các chuyện như này. Thì đã cho vơi tiền tài rực rỡ, may mắn quên linh thiêng nơi này. Ngày nào cũng như thế, đã đem đẹp về tiền tài rực rỡ, nhưng không thấy ai trả lời các gì nữa này. Và tâm linh rất ngốc, tôi không thể biết được điều gì xảy ra. Qua trời thì ai có tiền tài nơi cổ 90 nữa. Qua trời, từ năm chỉ mặt 90 rồi. Thì đây là tài lệ cổ chính. Và tôi đang có mặt tại nơi này rất linh thiêng, đã đem đến tiền tài rực rỡ đến mọi người. Thì ngày hôm qua cho nổ trứng gà này, ngay cái hòn đá này đó, ngay cái hòn đá này cho nổ rồi. Thì tôi sẽ xuống dưới biển này tiếp tục một ngày mới. Sự may mắn tiền tài dưới nước này rất linh thiêng. Rồi thì ở dưới đây lúc nào ngày nào cũng nước lớn, qua trời lớn rồi. Rồi thì ai có hiện tại nơi buôn linh chất trôi biển này để mà tài lệ các gì ở dưới đây đó, thì tâm linh rất là ơ ngốc, tôi không thể biết được điều gì sẽ xảy ra, cũng như ở đây đã cho về hiện tại
1991 miền Nam, miền Trung đặc biệt. Quá là khủng khiếp, quá là linh thiêng. Qua một ngày mới thì ở dưới này, ngày 24 tháng 9 thì các chị này sẽ đem đến tiền tài như thế nào nó. Thì ai mà có tài lợi thì rất là phước đức điểm đến đó, rất là phước đức điểm đến những ai mà tài lợi. Rồi qua trời 1.000 9.000 10.000 người mà chả thấy ai tại là các chị nơi này. Và một ngày mới nơi dưới biển cả này, tôi sẽ đặt đồ đường tiếp theo, tiếp tục một ngày có gì cũng ngay để mà ở dưới đây đó. Và tiếp tục ngày mới ra sao thì các chị này hiện như thế nào, đang hiện hữu ở đây như thế nào. Rồi thì nơi này đã cho vợ tiền tài 19 ở miền Nam, 1991 đặc biệt ở miền Trung đó, quay lên thì nhưng không thấy ai để lại các chuyện này, quay lại ơn ọc luôn. Và để tiếp tục một ngày mới nơi dưới biển cả này sẽ ra sao, và ở đây hưởng hữu như thế nào, trứng này sẽ đứng lên như thế nào ở dưới biển cả này. Tôi đang đặt đồ đây. Một ngày rất êm lặng. Rồi, thì ở dưới này đem đến tiền tài và các chị ở đây. Và linh thiêng ra sao ở dưới này. Đó. Rồi thì ngày hôm nay thì cũng thảm thiết thôi. Đấy. Cũng không có gì. Chúc bánh tay này, chúc tiền gì bạc này. Đêm mà ta lại. Thì các chị này hiện lên như thế nào ở biển cả. Hiện tại ở đây rất là tối. Rất là tối luôn. Đấy, cái hòn đá này đã cho về tiền tài đây. Rồi thì tôi sẽ lên hướng tiếp theo. Thì ai ủng hộ thì trên màn hình đó, có ủng hộ tài lệ hoặc dưới nhắn tin đều có để mà tài lệ các chị này. Rồi thì nơi cô chính đã cho vào hiện tại 90 đây. Qua trời. Thì ai có thể là tiền tài tài lệ của chính. Và vũ ấy lên thiền. Nhưng không thể ai tài lệ. Và để mà tiếp tục một ngày mới ở dưới đây. Dưới đây. Thì các chị này hiện lên như thế nào. Và ngày hôm nay trứng này sẽ đứng ra sao.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì các vị đất đai duyên trạch thành vàng bổn xứ bạch mã thái giám hoàng trạm quốc lý thượng nước đất đai huyền trưng đô lộ chích nội chích nổi chích bụng chích đạn chích đường chích xác con dòng tứ mạng thác cổ thác dòng quan ngành nông nghiệp chích dị bạc thác tử vô danh hiếu dị vô danh. Thì ở dưới nước là thủy sông hà lại đồng điện ấn lại thủy mộc hà bá đại dương vua thủy đại dương mộc triều đại dương hà sa thủy phú và các điện thủy cùng trên nguồn dưới biển chính cùng hà bá dưới nước. Và ngày mai để mà trứng này sẽ được như thế nào, các gì đang hữu hữu như thế nào, đó, gió đang nổi lên ầm ầm, đang nổi lên ầm ầm, nơi này rất linh thiêng, nó nổi dậy dậy luôn. Và trứng này đứng lên như thế nào, tiền tài tài lộc như thế nào, và cũng như đang hữu hữu thì ở đây thì cho trứng này sẽ đứng lên. Nam mô Phật. Thì ai có tiền tài để mà tài lệ các chị này, đó, qua trời đã cho qua tiền tài qua trời. Nhưng không thể ai trả lời các chị này. Và để mà tiếp tục trứng này sẽ đưa lên như thế nào, thì ở đây thì dưới biển cả này cho trứng này sẽ đứng ra sao. Rồi, bắt đầu. Không không. Không một. Chưa đứng ở đây. Thì ai tiền tài để ủng hộ tài lệ các chị này. Đó. Không hai. Thì mới đó đã cho gì đứng không hai rồi. Thì các chị này không hai, hai mươi. Lúc nào cũng có âm ở dương 02 và 20. Thì nơi này đã cho về tiền tài lộc mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc 02 và 20 ở đây. Đó, lúc nào cũng có âm ở dương 02 và 20. Thì ác tiền tài để mà trả lời các chị này đã hiển linh 02 và 20. Thì ngay 24 tháng 9 đấy. Và ở đây nội ốc cục ở đây đó khủng khiếp, thì tâm linh rất ngọc, rất ngọc, tôi không thể biết được điều gì sẽ ra. Thì ai tiền tài đem tới các chị này thì đã cho hỷ linh đứng lên 02 và 20, mới đó mà đã đứng rồi. Thì tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này, thì ngày hôm nay cũng có gì đem thêm để mà đốt đây chỉ tiền nhận bạc. Rồi, tiền dặn bạc đã cháy và đã cháy. Đó, trứng này vẫn đứng nguyên hình, nguyên bóng tại nơi dưới biển cả này, rất linh thiêng. Thì ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng đem đến tiền tài. Thì ai tiền tài để ủng hộ tài lệ trên màn hình, đó, có ủng hộ tài lệ hoặc chuyển nhắn tin điều hiểm để mà tài lệ các chi này. Rồi, để vượt hàng trăm cây số đến đây. Đó.
tại lễ như thế này đây.